Nã đọa luôn. Chung là dây với Khánh thì không dây được đâu. Ai dính với Khánh thì đều một đi không trở lại. Mình chả hại gì nó thích làm lỗi lên thì nó bị soi. Chứ mình có tác động gì giấy tờ kiện cáo gì đâu. Do nó thích làm lỗi quá nên thì đây này, tôi đọc cho nhá. Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định truy nã với đối tượng Dương Văn Minh, 29 tuổi, trú tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, là bị can khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, đề nghị báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Liên Chiểu. Nã đỏ quay vào nó supply có dấu. Thương nó thôi, mình thương nó con nó mới đẻ, nó gây ra thì nó phải chịu. Con nó mới đẻ giờ nó trốn, chắc trốn sang nước ngoài. Thế có việc gì không? Có cho nhau cái gì không mà cứ gọi vậy? Vì gì ấy? Ừ, khỏe không bạn ơi? Yếu thì làm sao? Ôi sao lại yếu? Chứ tôi chẳng nói chuyện với bạn nào nè. Bạn đang đâu ấy? Nói chuyện để làm gì? Hỏi thăm bạn xíu rồi. Thế bây đang yếu, cho vay 5 triệu cho vay không? 5 triệu à? Tôi bây giờ tôi còn đâu, tôi cũng mới ra tôi ấy đâu. Ờ thế thì đi ấy nha, đi đi phụ vứa đi nhá. Em của anh Giang Rồng đây. Giang Rồng cái mẹ mày chứ biết mày là ai. Em sắp bỏ hết mọi thứ để em đi tu rồi ạ. Tu đàng hoàng chứ không tu kiểu Kim Cang Hộ Pháp đâu. Thằng Kim Cang Hộ Pháp anh em biết không? Thằng như trước nó chơi với Khánh mà. Nhưng mà mình thấy nó bậy bạ quá. Hôm nọ vẫn còn cái ảnh chụp với nhau. Thấy nó bậy bạ quá mình. Khánh đi tu thì ai bình thiên hạ. Em ơi thiên hạ nó Thái Bình rồi em ạ. Em nhá. Thiên hạ nó Thái Bình rồi. Tất cả các giang hồ hảo hán cũng vào vị trí hết rồi. Còn xã hội thì lúc suy, lúc vong, lúc thịnh em ạ. Loạn rồi này, hợp rồi lại tan. Làm gì có triều đại nào là mãi mãi đâu em.
anh chả nhẽ anh cứ dành cả đời anh đi bình thiên hạ à em? Anh phải sống cho riêng mình anh nhỉ. Thiên hạ anh bình 5 năm nay rồi, anh cứ dành cả đời để anh đi đi bình thiên hạ thì anh chết à em? Từ thời Nguyên Thủy sơ khai Hồng Bàng đến thời Hán, thời Hán thời ấy nó tháo hội nó cứ hợp tan hợp lại tan hợp lại tan, làm gì có triều đại nào nó mãi mãi được vĩnh cửu em. Pháp danh Thích Quốc Khánh không theo Thích Minh Tuệ nào anh ạ. Thích Minh Tuệ là theo trường phái Thích Minh Tuệ, còn Thích Quốc Khánh là trường phái Thích Quốc Khánh không qua lẫn nhau anh ạ. Anh biết anh Hiệp Bắc Linh không? Em ơi, anh biết làm gì em? Biết thì làm sao? Không biết thì làm sao? Anh biết nhiều nhưng mà anh trả lời trên này làm gì? Em phải hiểu là những người chất thật sự người ta không thích được nhắc trên mạng em nhá. Những người ta chất thật sự người ta không thích được nhắc trên mạng đâu, người ta đang ẩn đi em ạ. Người ta còn đang làm những cái mafia, đang làm những cái sai trái, đang muốn giấu đi mà không được, nói ra để cho công an người ta soi à? Hỏi ở trên này là cái gì? Biết anh này không biết anh kia không? Anh ấy nuôi được anh bữa nào, anh cho được anh đồng nào mà cứ phải biết này? Địt mẹ cứ anh này anh kia xấu má chất lắm, khét lắm,